được đến hơn 60 đề tài đăng ký tham dự và có khoảng 25 đề tài đã được bình chọn để tham gia sự kiện ngày hôm nay. Năm nay có một cái hướng rất là mới, đó là các bạn trẻ không chuyên, không có học hoặc là nghiên cứu về học thuật liên quan chuyên sâu đến ngành bảo tồn hoặc là về nghiên cứu đa dạng sinh học. Tuy nhiên, các bạn đến từ các lĩnh vực như là luật, marketing, báo chí và các bạn có những cái sáng kiến đóng góp cho cái việc thực thi pháp luật hoặc là đóng góp cho cái định hướng truyền thông trong bảo tồn rất là hay. Hội thảo về bảo tồn tuy nhiên dành cho các bạn trẻ năm nay là giải quyết được rất là nhiều cái câu hỏi mà cộng đồng cũng như là những người làm bảo tồn tuy nhiên đang quan tâm. Khi tham gia chương trình thì mình có những kỳ vọng khá là nhiều về cái hướng nghiên cứu của các bạn trong hội nghị này để mở cái đầu óc mình hơn, coi thử các bạn nhìn nhận các vấn đề khác nhau nó theo hướng khác nhau như thế nào, để mình lấy những cái hướng nhìn để mình về mình nhìn vấn đề của mình nghiên cứu thử nó có mới lạ hơn hay là nó có những hướng tiếp cận tốt hơn cho nghiên cứu mình hay không. Đến với cả hội nghị này thì mình rất muốn để có thể biết thêm nhiều kiến thức về bảo tồn, bởi vì mình không phải là một người chuyên làm về bảo tồn, và mình cũng muốn để gặp thêm những người cùng ngành thú y với mình, biết thêm nhiều người ở trong lĩnh vực bảo tồn. SCNC thực sự là một nơi để mà mình trao đổi, học hỏi và chia sẻ mọi kiến thức với mọi người. Và một điều rất là quan trọng đấy là mình xem được cái các bạn trẻ sẽ có cái tầm nhìn thế nào đối với việc bảo tồn động vật hoang dã. Với chủ đề là sức trẻ về mục tiêu bảo tồn, chị cảm thấy các bạn mang một cái luồng gió mới tới với ngành bảo tồn. Các bạn không đi theo một cái nề nếp cũ, một cái định kiến cũ, mà các bạn mang ra những cái hướng phát triển rất là mới. Và chị rất là cảm thấy vinh dự khi mà mình được đứng cùng với cái giới trẻ ngày hôm nay. Bảo tồn á thì bất cứ bạn nào và lĩnh vực nào cũng làm được hết, miễn rằng có cái tâm huyết và đam mê, kể cả các bạn chuyên và không chuyên. Tôi cũng có cái nhắn nhủ là mong rằng các cái bạn đã tham gia hội nghị này tiếp tục lan tỏa và truyền các cái thông điệp cũng như là cái sự tự tin cho các cái bạn khác, đặc biệt là những cái bạn mà cảm giác mình không có chuyên trong cái lĩnh vực này. Với sức trẻ, các bạn cứ hoạt động, cứ cố gắng, cứ cống hiến hết sức mình, và đó chính là giá trị của các bạn trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên. Đối với tôi thì một hành động nhỏ bé có thể tạo nên sự thay đổi lớn lao. Vì vậy SCNC không chỉ là một hội nghị mà còn là nơi để mọi người có thể kết nối, lan tỏa cũng như là chia sẻ thông điệp về bảo tồn thiên nhiên đến nhiều người biết hơn. Các bạn trẻ ơi, nếu mà các bạn muốn tham gia, muốn nhảy vào bảo tồn và có ý định và muốn tìm hiểu thì hãy nhảy luôn đi, bởi vì là nó rất là mở. Các bạn trẻ hãy lan tỏa cái tinh thần, cái nhiệt huyết của cái hội nghị bảo tồn lần này, và các bạn hãy vững tin vào những cái việc mà mình đang lựa chọn. Cái điều mà chúng tôi hy vọng nhất đối với các bạn trẻ đấy là các bạn hãy nuôi dưỡng cái đam mê của mình, và làm thế nào để theo đuổi đam mê cũng như là ước mơ của mình để thực hiện, để đưa ra được những cái nghiên cứu hay là đưa ra được những cái hành động thực tiễn đem lại nhiều hiệu quả cao hơn nữa cho ngành bảo tồn ở Việt Nam.